Em trai bí mật vượt 3.000 km từ Hàn Quốc về nước dự đám cưới chị gái và cái kết bất ngờ. Mới đây, đoạn video ghi lại hành trình của người em trai đang du học bên Hàn Quốc vượt gần 3.000 km để có mặt trong đám cưới của chị gái mình đã khiến nhiều người xúc động bởi thứ tình cảm ruột thịt không gì có thể thay thế. Theo chia sẻ của chủ video, cậu bạn là du học sinh ở Hàn Quốc, biết chị gái chuẩn bị đám cưới nên đã bí mật đặt vé máy bay từ Jeju để về Việt Nam vào đúng ngày đám cưới diễn ra. Để có thể trở về đúng như kế hoạch, cậu bạn đã quá cảnh cũng như di chuyển qua nhiều điểm, chờ 5 tiếng đồng hồ tại sân bay Incheon mới có thể hạ cánh về thành phố Hồ Chí Minh. Và dù về đến Việt Nam đã là đêm muộn, nhưng khi về tới nhà, anh chàng vẫn có những người bạn thân đang đứng đợi. Khi bước vào nhà, cậu bạn gặp ba đầu tiên, nhưng dường như hiểu tính con trai, đoán có lẽ con sẽ về nên ông khá bình tĩnh và chỉ cho con biết mọi người đang ở trong nhà. Trái với sự bình tĩnh của người trụ cột trong gia đình, mẹ của chủ video lại tỏ ra rất bất ngờ với sự có mặt của con trai. Đặc biệt, ngay giây phút nhìn thấy chị gái, cậu bạn đã không kìm nén nổi sự xúc động cũng như nỗi nhớ mà đã khóc òa, dù cậu chính là người cố tình tạo sự bất ngờ cho mọi người trong gia đình. Cậu bạn cũng không quên nhắn nhủ rằng chị gái mình chính là cô dâu xinh nhất trong mắt cậu. Chứng kiến giây phút đoàn tụ cũng như giọt nước mắt hạnh phúc của chủ video, nhiều người không giấu nổi sự xúc động, đặc biệt với những du học sinh, những người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, đã lâu chưa thể về thăm gia đình, thì những hình ảnh này càng khiến họ nhớ nhà hơn. Một số bình luận của người xem: sao ông về mà tôi khóc nhiều hơn ông luôn nè. Thật ra đi xa về, cảm giác sau tất cả trở về vẫn có người thân bên cạnh nó khó diễn tả lắm. Tự nhiên tạo bất ngờ cho chị mà chị chưa kịp khóc nữa là ổng khóc lụt nhà rồi. Mình lỡ khóc khi xem video của bạn, tự dưng tuổi thân ngang. Với nhiều người, trở về chỉ đơn giản là một chuyến đi, nhưng với những người con xa quê, để trở về cần phải chuẩn bị, sắp xếp rất nhiều thứ. Và chắc chắn, người để họ sẵn sàng gác lại mọi thứ là người vô cùng quan trọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.